À, xin chào các bạn. Cuối tuần thì làm thêm một cái gì để cùng nhau học hỏi. Thì tuần qua cũng nhiều bạn nói nhắn tin, comment hỏi ấy là anh làm thêm một cái cổ phiếu thế nào là cổ phiếu tăng trưởng. Rồi những cái địa chỉ, những nơi cung cấp dữ liệu để sàng lọc ra những cổ phiếu tăng trưởng. Thì hôm nay tôi sẽ làm cái đề tài này là thế nào là cổ phiếu tăng trưởng. Rồi chỉ cho các bạn một số cách lọc cổ phiếu mà có thể là nó không đầy đủ lắm ha, các bạn nghiên cứu thêm ha. Trên tinh thần thì trao đổi là tham khảo cùng nhau thôi, cho các bạn tìm hiểu thêm, tham nghiên cứu chuyên sâu thêm nhé. Thì theo quan điểm cá nhân tôi thì một cái cổ phiếu tăng trưởng các bạn phải xem xét các yếu tố, các chỉ số sau đây. Trước hết là phải nói về lợi nhuận, phải nhìn ngay vào cái lợi nhuận nó có tăng, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm, hàng quý nó có tăng hay không. Lợi nhuận trước rồi doanh thu thì dĩ nhiên hai cái này là đi kèm. Thì các bạn thấy là lợi nhuận nó tăng trưởng hàng năm, rồi sau đó là doanh thu, tốc độ tăng tăng trưởng doanh thu, hai cái này phải đi kèm. Nếu mà tăng doanh thu mà không tăng lợi nhuận thì cũng được, tăng lợi nhuận mà không tăng doanh thu thì không được. Lợi nhuận thì cũng có thể tăng nếu như ta book những cái lợi nhuận bất thường, những cái deal của công ty từ bên này sang bên kia, một số công ty làm ăn nó không 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 rõ ràng minh bạch thì có thể nó book lợi nhuận nhưng mà doanh thu nó không tăng. Thì cũng có thể là doanh thu tăng, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm nó tăng, hoặc là nó đẩy doanh thu tăng lên, hàng quý nó tăng, hàng năm tăng, nhưng mà cái lợi nhuận không tăng thì có thể nó cũng 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 làm những cái deal, những cái trò trong trong báo cáo. Thì cũng các bạn theo dõi hai cái này, doanh thu và lợi nhuận phải tăng tăng song song mới mới lại. Thì tăng thì tốc độ tăng thế nào thì các bạn thấy thường doanh thu với lợi nhuận đối với một cổ phiếu tăng trưởng theo cá nhân tôi thì nó phải từ trên hàng năm nó trên trên 10% hoặc là trên 15% là được rồi. Đấy. Thì cứng doanh nghiệp tăng doanh thu và lợi nhuận đều đều như vậy thì các bạn xem nó còn tùy thuộc vào cái quy mô của doanh nghiệp nữa. Quy mô doanh nghiệp lớn thì tăng tăng không thể nào tăng là bằng lần được 50-70% được. Đó. Nhưng còn với doanh nghiệp nhỏ thì có thể nó tăng 50%, 100% bằng lần cũng cũng có. Rồi cái yếu tố thứ ba các bạn xem những cái chỉ số đó là cái EPS. EPS là cái lợi nhuận trên một cổ phiếu của 4 quý các bạn, 4 quý. 4 quý, ví dụ như một cổ phiếu mệnh giá 10.000 là trong 4 quý nó làm ra là 5.000, 3.000, 7.000, 8.000. Cái đó là lợi nhuận. EPS thì cái này được phải tăng tăng À, tăng nó mới tăng đều đều lên, nó mới mới đồng bộ. Rồi cái chỉ số thứ tư đó các bạn thấy là ROE, là lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. Cái này nó cũng phải tăng đều đều theo cái tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận được. ROE là lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. Các bạn đọc các tài liệu báo các lý thuyết thì nó sẽ nói là lợi nhuận ròng đó. Thì ở đây là có thể mình nói lợi nhuận sau thuế đi. Các công ty báo cáo, các báo cáo tài chính các bạn thấy ghi rõ thì coi như là lợi nhuận sau thuế. Thì lợi nhuận sau thuế này trên vốn chủ sở hữu các bạn, cái chỉ số này phải tăng tăng từ từ theo cái tốc độ tăng 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 trưởng của cái doanh thu và lợi nhuận. Cái chỉ số thứ năm là cái ROA. ROA thì cái này lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản. Đấy, thì cái công ty tăng trưởng thì tổng tài sản nó cũng tăng và lợi nhuận sau thuế nó cũng tăng, và tỷ số này thì tỷ số này nó sẽ tăng lên, nghĩa là lợi nhuận tăng tăng nhanh hơn hơn tổng tài sản tăng. Đấy. Thì cái chỉ số thứ bảy là các bạn thấy là ROS là lợi nhuận sau thuế trên doanh thu. Doanh thu tăng mà lợi nhuận tăng chậm hơn doanh thu thì cái này cũng cũng xem xét lại, tức là lợi nhuận phải tăng nhanh hơn doanh thu. À, thì cũng cũng được ta, cái lợi nhuận nó tăng, cái nghĩa là lợi nhuận trên doanh thu nó tăng thì cũng cái chỉ số này cũng xem xét. Nhưng dĩ nhiên tìm đủ hết 6-7 cái chỉ số này nó tăng hết ra thì cũng 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 khó, tùy theo các bạn chọn một số cái chỉ số căn bản thôi. Nhưng mà đây là những chỉ số nếu đạt càng nhiều càng tốt, đồng bộ với một cái doanh nghiệp tốt thực sự. Rồi ngoài ra các bạn thấy là các bạn phải xem xét quy mô của doanh nghiệp, như vốn điều lệ phải tăng này, vốn quá phải tăng, vốn quá là doanh nghiệp tăng mà giá cổ phiếu nó có tăng không. Giả sử các bạn thấy trên sàn có nhiều cái doanh nghiệp nó tăng nhưng vốn quá không tăng. Ví dụ như tăng mà là báo cáo doanh thu lợi nhuận đều tăng hết nhưng vốn quá không tăng, nhà đầu tư người ta đánh giá cái doanh nghiệp nó có vấn đề gì đó nên vốn quá không tăng. Đấy, tức là
nhà đầu tư quan tâm thì vốn hóa mới tăng, nhà đầu tư mua nhiều vô thì vốn hóa mới tăng, tức là giá thì giá tăng, nghe vốn hóa tăng thì còn vốn điều lệ nữa. Đó. Thì các bạn thấy giả sử như vốn điều lệ đứng yên thì giá tăng thì vốn hóa nó tăng, mà vốn điều lệ nó tăng thì vốn hóa đứng yên thì nó cũng cũng tăng, cái vôi của doanh nghiệp nó cũng tăng. Mà cái vốn điều lệ tăng, các bạn thấy là tại các doanh nghiệp tăng trưởng thì bao giờ người ta cũng vẫn trích một cái phần lợi nhuận để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. À, như vậy thì đâu phải người ta lợi cái doanh nghiệp doanh thu lợi nhuận tăng, người ta đem người ta đầu đầu tư hết vào cái cổ tức, là chia cổ tức đâu. À, cái trả lương trả chia cổ tức hết. Nếu mà cái doanh thu mà lợi nhuận hàng năm nó tăng, mà doanh nghiệp nó tăng mà đem mà chia hết cho cổ tức, không tăng thêm vốn điều lệ cho doanh nghiệp, cái quy mô doanh nghiệp không tăng lên thì doanh nghiệp này cũng cũng không bền vững, cũng tăng không được xa. Như vậy thì các bạn thấy là tăng là thường á, thì về mặt lý thuyết sách nước ngoài nói hoặc là một số quỹ đầu tư nó nói, thì các bạn thấy là cái tốc độ tăng này phải xét từ 10 năm, 7 năm, 5 năm hoặc là 3 năm. Nhưng mà ở cái thị trường chứng khoán Việt Nam nó sơ khởi, nó mới là thị trường cận biên thành mới hình thành, mới chưa được 19 năm. Thì các bạn chọn những doanh nghiệp trên 10 năm, 7 năm thì đếm trên đầu ngón tay, giả sử như tăng trưởng đều đều như vậy, chỉ có Vinamilk thôi. Còn có thể thêm một cổ phiếu nữa là FPT chẳng hạn, cỡ tiêu chí là 7 năm, 10 năm trở lên. Đấy, tăng liên tục. Đấy, tức là như vậy. Còn muốn mở rộng ra nữa thì các bạn phải hạ cái tiêu chí xuống, là tăng trưởng là doanh thu và lợi nhuận và một số cái chỉ tiêu này nó phải là tăng cỡ khoảng tầm 3 đến 5 năm là được rồi, tương đối rồi. Còn các bạn nhanh nhạy thì có thể một năm, một doanh nghiệp tăng một năm, hơn một năm hoặc là 6 quý thì các bạn coi xem xét, đó là gần như là cũng đạt với cái tình hình một cái đất nước nó đang phát triển với cái thị trường chứng khoán non trẻ như Việt Nam. Chứ đừng có là căn cứ vào cứ 7 năm giống như trong sách quốc tế các quỹ đầu tư nước ngoài đó, 7 năm, 10 năm. Ngay cũng như Warren Buffett nói ấy, thì 5 năm, 7 năm, 10 năm các bạn lọc như vậy thì rất khó được những doanh nghiệp mà tăng 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 trưởng liên tục. À, nhất là những tăng trưởng ở mức 15 20% một năm trở lên rất hiếm. Thì đó là tôi nói là một số cái các bạn thấy để đưa ra một cái số tiêu chí, rồi sau đó căn cứ một số cái tiêu chí này các bạn sẽ lọc ra một số cái cổ phiếu. À, lọc ra một số cái cổ phiếu hoặc là tôi sẽ chỉ các bạn vô một cái cách để lọc cổ phiếu. Thì các bạn thấy trong cái đây tôi sẽ ví dụ cho bạn thấy, ví dụ như một cái cổ phiếu Nam Thủy sản Nam Việt. À, nhắc lại các bạn, ở đây là tôi ví dụ trong cái các bạn nói chuyện ha, tôi không khuyến nghị các bạn mua cổ phiếu này nha. À, các bạn thấy cái chủ cổ phiếu của Nam Việt, Thủy sản Nam Việt nó tăng trưởng rất là nhanh. À, bây giờ ở đây các bạn thấy kết quả theo năm này. À, năm 2015 thì cái lợi nhuận của công ty mẹ nó chỉ là 1,5 tỷ, 2016 là 19 tỷ, 2017 nó là 142 tỷ. Thì các bạn thấy những cái chỉ số đi kèm dưới này theo năm. EBS bắt đầu từ năm 2015, 16, 17 đó, tăng ba cái này nó tăng lên liên liên tục, các bạn thấy không? Đó. À, rồi bây giờ cái chỉ số này, các chỉ số này 3 năm là cũng tăng theo này, ROS này tăng. À, tăng rất mạnh theo ROA, ROE, ROE 3 năm liên tục đây. Năm Việt tăng 3 năm mạnh liên tục thì chỉ số này cũng tăng rất mạnh. ROA cũng vậy. Tức nghĩa là tăng tổng thể về doanh thu, về lợi nhuận ở đây người ta không có, nếu mà các bạn không không phát hiện ra những cái gì giống như những cái mua bán từ công ty con sang công ty mẹ, công ty này công ty kia chạy lòng vòng trong cái hệ thống giúp. Thì nếu làm như vậy thì các thông số này các bạn coi những cái thông số này sẽ phát hiện ngay ngay liền. Đó. Hay là một cái cổ phiếu là tôi thấy là Dệt May Sài Gòn. Tôi nhắc lại là các bạn, tôi sẽ mô tả trong cái bài nói chuyện nghe, những cái doanh nghiệp này cũng không không tôi cũng không nhất thiết là phải đầu tư ở đây, hay là các bạn cũng không nhất thiết mới mua cổ phiếu này ha. Nhưng mà các bạn thấy là xem theo quý, giả sử như đổi tiền cổ phiếu đây là sản xuất thương mại Sài Gòn, giống như gọi là Dệt May Sài Gòn GMC chẳng hạn, các bạn thấy nó là đơn vị tính theo quý. À, cái lợi nhuận của nó là nó tăng là bắt đầu theo quý này. Quý 4 2017 nó chỉ 4,3 tỷ, quý 1 2018 nó 15 tỷ, quý 2 2018 nó 32 tỷ.
quý 3 2018 đó là 57 tỷ, quý 4 thì nó chưa có. Các bạn thấy tốc độ tăng tăng rất 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 nhanh. Thì các thông số đi theo các quý, các bạn thấy nó cũng tăng lên. EBS cũng tăng theo, toàn bộ là rất là chính xác. Các bạn thấy nè, EBS theo quý này, theo quý tăng lên, quý sau càng ngày trước tăng tương ứng. Các bạn thấy. Rồi bây giờ cái chỉ số thằng ROS này, chỉ số này là doanh thu trên lợi nhuận, doanh thu trên lợi cũng tăng liên tục. Các bạn thấy rất là ấn tượng đối với chỉ đối với thằng RMC, tăng các quý rất 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 là dữ. Các bạn thấy cái số liệu nó tăng ha, một lần 3,8 lần, 6,5 lần, 9,2 lần. Rồi bây giờ ROE cũng tăng từ 1.6, 5.1, 10.7, 17.3, tăng theo các quý rất là mạnh. ROA cũng vậy. Tuy nhiên thì cái quý thì nó mang tính chất là nó tương đối, nhưng mà rõ ràng nó tăng rất mạnh. Thì đó là hai cái cổ phiếu mà tôi ví dụ để các bạn thấy trong cái các chỉ tiêu thông số, để các bạn xác định chắc chắn đây là những cái doanh nghiệp tăng trưởng, không phải là trong một cái doanh nghiệp mà mấy tập đoàn, công ty mẹ mua qua công ty con, hay công ty này của công ty kia đạo diễn những cái báo cáo tài chính một số công ty. Đấy. Thì các bạn chú ý những cái chỗ đó thì nó hoàn chỉnh gì, rồi sau đó mình mới sàng lọc tiếp những cái cổ phiếu nó có tốc độ tăng trưởng. Thì giống như tôi nói hôm các bạn hôm hôm, hôm rồi đấy, thì các bạn vô cái investin.com để sàng lọc. Thì trong cái mục sàng lọc cổ phiếu, sàng lọc cổ phiếu Việt Nam, giả sử như các tỷ số, tôi vô vào cái mục sàng lọc cổ phiếu, tôi vào các tỷ số, các bạn cũng thể làm giống như tôi. Trước hết tôi chọn những cái tỷ số là tăng trưởng EPS 5 năm, tăng trưởng 5 năm liên tục. Tăng trưởng 5 năm liên tục, rồi sau đó tôi chọn ở cái mức nó tăng trưởng nó bằng từ 0% trở lên. Tức là đừng 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 có tăng trưởng âm, đừng có tăng trưởng âm. Không 0% trở lên, không có tăng trưởng âm. Rồi tôi chọn tiếp một cái tỷ số nữa là cái tỷ số là tăng trưởng doanh thu 5 năm. Tăng trưởng doanh thu 5 năm. Tôi chọn ở một cái tăng trưởng doanh thu 5 năm, mới chọn ở là 0.0. Tức là mức tăng trưởng từ dương, không có tăng trưởng âm. Rồi bây giờ toàn tiếp một cái tỷ số dài hạn là tăng trưởng tài sản dài hạn. Tăng trưởng dài hạn thì cũng chọn cái chỉ số là 0.0, tức là tăng trưởng ở mức dương, không có tăng trưởng âm. Rồi tôi chọn thêm một cái tỷ số nữa là các bạn, tỷ số là thu nhập ròng trên nhân viên, có nghĩa là cái này hiệu quả làm việc của nhân viên á. Thì giả sử tôi chọn nhiều để tôi loại bớt một số cổ phiếu là nó không hiệu quả, như vậy thì cũng tăng trưởng dương. Thu nhập ròng trên nhân viên có nghĩa là họ tinh giảm bộ máy, hiệu quả làm việc trên một nhân viên, họ máy chuyên nghiệp. Thì các bạn thấy tất cả những bốn cái thông số này, bốn thông số tôi đưa ra bên này, tăng trưởng EBIT 5 năm liên tục, tăng trưởng doanh thu 5 năm liên tục, tăng trưởng đầu tư tài sản, tức là tăng trưởng tổng tài sản á, tức là quy mô doanh nghiệp lớn lên á, rồi thu nhập ròng trên doanh nghiệp lớn. Ở đây nó không có cái tăng trưởng về 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 cái không có chỉ tiêu là lợi nhuận các bạn, nên tôi không có đưa ra. Vậy thì các bạn thấy sau khi lọc thì nó được có tổng cộng là được chỉnh sửa các tiêu chí, thì nó có 57 cái doanh nghiệp nó trùng hợp, tức là cái chỉ tiêu này là đều 5 năm trở lên hết. Các bạn có thể tìm những cái ấy trên này, nó không có dữ liệu thấp hơn 3 năm hay là 1 năm. Do cái chủ quan của cái trang web này thiết kế nó phù hợp với thông lệ chung. Như vậy thì các bạn thấy trên này nó ra đầu tiên là cái VinGroup cũng tăng trưởng. Cái tỷ số tăng trưởng đều năm không không cao, nhưng mà tất cả bốn cái tiêu chí này, chỉ tiêu này là của VinGroup đều đạt. Kế đến là Hòa Phát cũng đạt. Tới Thế Giới Di Động cũng đạt, tới đó là FPT cũng đạt, Binz cũng đạt, SHA cũng đạt, tức là những cái cổ phiếu lớn lớn vậy. Chỉ có tổng cộng trên 3 sàn thì chỉ có 57 cổ phiếu thôi, 57 cổ phiếu tăng đáp ứng những cái tiêu chí này. Thì các bạn lọc ra, rồi sau đó các bạn sẽ lọc ra những cái cổ phiếu trên sàn Sài Gòn chẳng hạn, rồi bỏ cổ phiếu trên sàn Hà Nội chẳng hạn. Rồi sau đó có thể là lọc ra những cái cổ phiếu là vốn quá bao nhiêu đó, thì có thể các bạn lọc theo cái kiểu này. Thì đây là cách là làm ra. Nhưng mà ngoài ra các bạn muốn thành công thì các bạn phải theo dõi thêm nhiều năm nữa. Rồi ngoài ra thì cái yếu tố tôi nói các bạn là cái yếu tố là lãnh đạo các bạn, một cổ phiếu tăng trưởng cái gì cũng đẹp như mơ hết á, nhưng mà cái yếu tố lãnh đạo quản trị, thay đổi lãnh đạo cái thì các bạn phải chú ý.
đang ông chủ tịch này rất là ngon lành, tăng trưởng 5 năm vậy, nhưng mà lúc mình mua vào thì thay đổi chủ tịch thì mình không biết, thì nó khác. Nhân sự trong cái bộ máy quản trị nó rất là quan trọng đối với việc đầu tư chứng khoán của chúng ta. Các bạn chú ý cái chuyện đó. Nó rồi những cái điều kiện nó có thay đổi thì không có cái gì là mãi mãi hết. Các bạn phải chọn những cổ phiếu này rồi thì được những cổ phiếu tăng trưởng tốt rồi thì cũng phải cập nhật kết quả kinh doanh hàng quý để có những cái điều chỉnh. Đấy. Mà có thể những doanh nghiệp tốt như Vinamilk, các bạn thấy đó, 3 quý còn 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 giảm doanh thu, là những quý 4 này có thể nó bật lên. Đó. Dĩ nhiên thì 3 quý nó cũng đưa vào cái diện cảnh báo thôi. Còn tốt nhất thì 1 năm, nhưng mà 6 quý. Trên thế giới thì các bạn 6 quý mà đi xuống hoặc 6 quý đi lên thì người ta ta đều chú ý ngay. 6 quý đi xuống thì bắt buộc cổ phiếu kiểu nào ta phải bán. Đó. Hoặc là 6 quý đi lên thì cơ bản ít gì người ta đã theo dõi rồi, người ta phải mua. Đó là những cái mà tôi chia sẻ với các bạn tham khảo thêm, nghiên cứu thêm để có những cái mà nó thực hành cho nó hiệu quả trong cái đầu tư của mình. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.